Đương kim Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đang trở thành tâm điểm trong những tuần qua, khi các tin đồn tiêu cực nhắm đến ông được đưa ra một cách dồn dập. Thực hư về các tin đồn chưa ai biết, nhưng chắc chắn nó có ảnh hưởng đến sự nghiệp chính trị của ông Huệ, nhất là trong thời điểm Đảng Cộng sản Việt Nam đang khủng hoảng nhân sự. Đài RFA tổ chức cuộc hội luận với hai vị khách mời gồm nhà báo Nguyễn Hà Hùng và luật sư Nguyễn Văn Đài để cùng phân tích. Chúng ta nên ứng xử thế nào với những cái tin đồn ở đây? Nó có đáng tin hay không? Hay là chúng ta nên phải cẩn trọng như thế nào? Hay nó là một cái dấu hiệu của cái việc gì đấy? Thì là những cái nhà quan sát chính trị Việt Nam chuyên nghiệp thì hai vị có thể cho ý kiến của mình được không ạ? Trước hết là xin mời nhà báo Nguyễn Hà Hùng và sau đó là xin mời luật sư Nguyễn Văn Đài ạ. Trước tiên là tôi xin được gửi lời chào đến tất cả các quý vị khán thính giả của Đài Á Châu Tự Do. Về cái câu hỏi của phóng viên Nguyễn Trường Sơn đấy, thì tôi cho rằng để mà xác định được cái cách tiếp cận ra sao đối với những cái tin đồn này, thì trước tiên phải tùy vào cái việc mục đích mà người đọc tin đặt ra. Tin đồn thì ở thời nào nó cũng là tin đồn thôi, nhưng mà báo chí chính thống ở trong nước ấy, tôi xin phép là chính thống ở trong cái nháy nháy đấy, vâng, thì từ khi ra đời thì họ đã khẳng định nó là cái nhiệm vụ số một của họ là tuyên truyền cho cái Đảng Cộng sản, cho cái sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, và người ta còn gọi đó là cái nền báo chí cách mạng. Thì tất nhiên là nó khó mà có thể trở thành một cái nền báo chí mà nó khách quan, và vì thế mà nó nhìn chung là nó không còn đáng tin cậy nữa. Mà cụ thể là những cái tin đồn từ trước đến nay có lẽ là nó đã giành cái vị trí cao hơn hẳn đối với cái việc đưa tin nội bộ chính trị, ở trong chính trị nội bộ ở trong đảng. Tức là ý ông là các cái tin đồn là đang chiếm cái vị thế cao hơn là báo chí chính thống khi mà Dạ vâng. đưa đề cập đến các cái vấn đề chính trị nội bộ, đúng không ạ? Dạ vâng. Một mặt thì cũng giống như là các cái nhu cầu ăn mặc thôi, ăn mặc ở, nó cũng là cái nhu cầu thiết yếu, thì cái việc tiêu thụ thông tin thì nó cũng như thế, nó cũng là cái nhu cầu thiết yếu. Mà khi báo chí chính thống mà không đáp ứng được cái nhu cầu của độc giả là người ta tìm đến với cái sự thực, thì họ sẽ tìm đến nguồn khác. Vâng. Trở lại cái vấn đề cụ thể mà Đài vừa nêu đấy, thì tôi nghĩ là nếu như mà mục đích tiếp cận, mục đích đọc ấy, đọc tin của khán giả là để giải trí, thì có lẽ là tôi xin phép là được bàn vào một cái dịp khác. Nhưng mà nếu như mà cái mục đích đọc tin là để hiểu, để tìm kiếm thêm cái thông tin về chính trị, về tình hình đất nước, mà trong trường hợp này tức là để tìm hiểu về ông Huệ đấy, vị lãnh đạo này này, thì nhất là những cái thông tin về các bê bối của ông ấy, thì tin đồn bao giờ nó cũng đưa nhanh hơn, nó nhanh hơn. Và tất nhiên nếu mà nói về cái chất lượng của cái tin đồn ấy, tức là cái độ chính xác của nó, thì ở Việt Nam mọi người đã biết rồi. Tôi xin hết. Dạ vâng, cảm ơn ông. Không biết là luật sư Nguyễn Văn Đài có quan điểm thế nào, thưa ông? Chúng ta nên đánh giá những cái tin đồn liên quan đến ông Vương Đình Huệ theo cái góc độ nào, thưa luật sư? Vâng, để đánh giá tin đồn ấy, thì chúng ta phải đi từ từng từ bước một. Nhất định là tại sao ở Việt Nam lại phải có tin đồn, trong cái đó các cái nền chính trị tự do, văn minh của báo chí tự do thì họ cũng có tin đồn. Bởi vì bất kỳ ví dụ tin đồn đến ông Donald Trump có vấn đề này với cô Đào, họ cô Đào kia ạ, ngay lập tức là phóng viên họ sẽ đến phỏng vấn cô Đào trực tiếp, hay là phóng viên những người có liên quan trực tiếp, thậm chí là phóng viên phỏng vấn trực tiếp ông Donald Trump là ông có chuyện này như kia không đấy. Thì là đối với cái nền chính trị tự do thì nó không có tồn tại tin đồn, nó không không có cái tin đồn ngầm như vậy. Và
các cái báo chí nó quá nhiều, cạnh tranh với nhau, cho nên là chỉ cần các cái phóng viên họ nghe ngóng là gì, có cái chuyện này chuyện kia, một cái là tức họ tìm cách săn tin bằng cách này khác, họ phải tìm bằng được đến cái nguồn gốc sự thật của cái tin tức ấy là như nào để họ đưa cho toàn thể người dân, không những ở trong quốc gia của họ mà cả trên cả thế giới đều biết cả, rất dễ. Nhưng mà ở trong nền chính trị Việt Nam nó khác hoàn toàn, tất cả các cơ quan báo chí hoặc là hơn 700 tờ báo phát thanh truyền hình ấy, nó đều dưới sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà đây Ban Tuyên giáo rồi Bộ Thông tin Truyền thông ấy là những cơ quan quản lý trực tiếp, cho nên khi những cái tin tức mà liên quan đến kinh tế nhạy cảm ấy, hay là liên quan đến các chính trị gia ở hàng lãnh đạo cao cấp ạ, hay thậm chí là hàng cấp tỉnh địa phương thôi, thì nó cũng phải được phép của Ban Tuyên giáo đấy, cho dù cái tin về những cái vị này cái nọ kia nó có lan tràn khắp trên xã hội, nhưng mà chưa được lệnh của Ban Tuyên giáo hay chưa được lệnh của Bộ Thông tin Truyền thông á, thì các ông tổng biên tập cũng không được phép cử phóng viên của mình để đi điều tra xem là ở cái tin tức đấy là ông trợ lý của Vương Đình Huệ bị bắt thì có thật hay không, có bị tạm giữ hay không, hay là cái việc mà ông chủ tịch tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng bị bắt đấy thì có liên quan gì đến cái ông Phạm Hải Hà là trợ lý của ông Vương Đình Huệ, rồi có liên quan đến ông Vương Đình Huệ không, bởi vì ở các nước ấy quá trình điều tra của họ là tự do, luật sư họ được phép tiếp cận hồ sơ ngay từ ban đầu, và họ được luật sư được phép đại diện thân chủ của mình để công bố thông tin với báo chí để họ rõ ràng minh bạch mọi thứ đấy, là một cái nếu như ở Việt Nam có nền báo chí tự do thì nó sẽ không bao giờ có tồn tại cái tin đồn, nhưng mà ở cái một cái nền báo chí bị kiểm duyệt như vậy á thì cái tin đồn nó sẽ chiếm đa phần, nó luôn luôn chạy trước khi mà báo chí của chính quyền được phép đăng tải. Thế bây giờ tôi sẽ trở lại với cái tin đồn ông Vương Đình Huệ và người trợ lý của ông, thì chúng ta sẽ so sánh hai cái loại tin đồn liên quan hai nhóm người khác nhau và cái phản ứng của nhà nước Việt Nam như thế nào với hai nhóm đấy. Thứ nhất, chúng ta từng chứng kiến cái tin đồn ông Phạm Hồng Vượng bị cấm xuất cảnh ngay lập tức, là phát ngôn viên của Bộ Công an đầu tôn xô lên bác bỏ ngay lập tức ngày hôm sau. Vừa rồi mới nhất ý, là tin đồn ông Dương Công Minh là chủ tịch của ngân hàng Sacombank bị cấm xuất cảnh ngay lập tức, ông tôn xô lên phải bác bỏ ngay bởi vì nó ảnh hưởng, nó có thể làm rung chuyển cả cái nền kinh tế. Thế nhưng mà trước đây tin đồn đến việc ông Nguyễn Phú Trọng là bị ốm rồi đã bị qua đời, hay là tin đồn ông Võ Văn Phúc mất chức rồi sau đó này mất chức thật, ông Võ Văn Thưởng cũng tin đồn bị mất chức và sau này mất chức thật, rồi đến bây giờ đến tin đồn của Vương Đình Huệ thì báo chí hoàn toàn im lặng cho đến khi mà họ chính thức đưa công bố công khai kỳ họp trung ương rồi sau đó kỳ họp quốc hội để mà sang để mà miễn nhiệm những chức vụ của ông này đấy, thì rõ ràng ấy, ngay từ cái phản ứng ấy của chính quyền đối với lại các tin đồn nó đã có cái sự phân biệt đối xử rồi, đối với kinh tế họ rất là sợ, bởi vì chỉ trong một vài ngày thôi, nếu như anh không xử lý được vấn đề đó lập tức nó có thể gây hậu quả kinh tế, một ngân hàng sẽ phá sản hay là một cái doanh nghiệp cho đến sụp đổ và nó phản ứng lan truyền, nhưng mà đối với công chính trị ấy, thì nó chỉ ảnh hưởng một cá nhân đâu thôi, nó không thể nào làm sụp đổ cả một nền kinh tế được, đúng không? Và như vậy ở đây nó còn vấn đề âm mưu của các nhóm này nhóm khác thì mình đang nói sự âm mưu mình không nói, nhưng mà ở đây ấy, thì nó đã có sự. Nếu như là bây giờ tin đồn ông Vương Huệ đáng nhẽ là ít nhất là ông là chủ ủy viên bộ chính trị, chủ tịch quốc hội ông ấy có người phát ngôn riêng của ông chứ, nguyên tắc là phải có thư ký được quyền phát ngôn riêng mà đấy, hay là tránh văn phòng quốc hội ông Bùi Văn Cường ông được quyền đưa ra bảo là tin đồn như vậy là không đúng, thư ký của chủ tịch vẫn còn đấy, vấn đề gì đâu, nhưng mà họ là họ có để mặc bởi vì nó không ảnh hưởng kinh tế, chưa ảnh hưởng kinh tế, nó chỉ ảnh hưởng một cá nhân hay hai cá nhân quan chức cụ thể thôi, đến đấy ngay trong đảng cộng sản ấy họ cũng có đã có sự phân biệt đối xử với nhau rồi, để trong cái việc công nhận tin đồn hay là bác tin đồn họ đã có sự phân biệt rồi. Vâng, cảm ơn luật sư. Như luật sư Nguyễn Văn Đài cũng đã đề cập đấy, và chắc chắn là nhà báo Nguyễn Hà Hồng cũng đã theo dõi đó, là ở Việt Nam thì trong những cái nhiệm kỳ gần đây của các cái lãnh đạo cấp cao đấy, thì cái việc xuất hiện tin đồn và sau đó thì những cái tin đồn này được kiểm chứng bằng chính cái hành động, đó là ví dụ như luật sư Nguyễn Văn Đài đã đề cập, đó là đồn về ông Nguyễn Xuân Phúc thì ông Nguyễn Xuân Phúc sau đó phải thôi chức thật, đồn về ông Võ Văn Thưởng thì sau đó ông Võ Văn Thưởng cũng thôi chức thật, và rất là nhiều các cái tin đồn khác nữa sau đó cũng được kiểm chứng. Thế thì cái mà tôi đang cố gắng hiểu ở đây đó là phải chăng là họ đang cố gắng tức là giao tiếp hay là đưa thông tin ra bên ngoài một cách phi chính thống để mà dọn đường cho một cái sự việc sau đó sẽ xảy ra hay sao? Bởi vì chúng ta thấy rằng ở Việt Nam thì việc các cái lãnh đạo cao cấp đấy được bảo vệ hình ảnh đúng không ạ, trên các cái cơ quan truyền thông là rất là quan trọng. Các cái cấp địa phương thì có thể là không được bảo vệ, nhưng mà các cái
lãnh đạo trung ương, đặc biệt là trong tứ trụ đấy, thì hình ảnh của họ được bảo vệ rất là kín. Thế mà trong những cái thời gian gần đây, trong những năm gần đây, ngay cả những cái lãnh đạo cấp cao nhất thì cái hình ảnh của họ cũng không được giữ gìn, cũng bị bêu rếu, cũng bị nhắm đến bởi các cái tin đồn rất là tiêu cực. Thế thì theo các vị đó là cái bản chất của nền chính trị Việt Nam nó có ảnh hưởng gì đến cái hiện tượng này hay không? Thì không biết là nhà báo Nguyễn Hà Hùng có nhận định như thế nào ạ? Dạ vâng, theo tôi thì không thể mà cho là do sơ ý mà một cái cá nhân nào đó họ có thể để lộ các cái thông tin có tính chất là tuyệt mật đấy. Bởi đây là cái thông tin về các cái lãnh đạo cao cấp nhất, mà nhất là cái số lượng tin tức mà bị rò rỉ như thế trong một cái thời gian rất là dài, rất là dài. Và ở Việt Nam thì nó cũng có những cái quy định về các cái hình phạt tiết lộ cái bí mật, mà đây là bí mật quốc gia. Các cái hình phạt đấy là đưa vào trong trong luật đấy. Thế thì với một cái thời gian dài như thế và với một cái số lượng tin rò rỉ mà với cái mức độ chính xác là như thế là cao, không những là những cái vị gần đây như là ông Thưởng hay là ông Phúc, mà trước đây còn có ông Nguyễn Bá Thanh. Cái lúc mà báo chí đưa ông ấy nói rằng là với cái câu nói rất rất là nổi tiếng ở trên mạng đấy, tao khỏe tao Có chi khỏe có chi mô mô. Nhưng mà sau đấy rồi thì là thực tế là ông ấy chết sau đó rồi, thì ngay kể cả cái chết của ông Trần Đại Quang cũng đã được, tức là về cái sức khỏe của ông ấy rồi về sau ấy, tình trạng bệnh tật rồi ông ấy chết, thì cũng cho thấy rằng là cái việc rò rỉ tin tức này nó là một cái chiến thuật. Vâng, một cái chiến thuật mà tất nhiên nó đi kèm với các cái thao tác khác, các cái kỹ thuật chính trị khác, mà chúng ta thì chỉ là những cái nhà quan sát thôi, nhưng mà ai cũng thấy là họ gần đây ấy, thì họ bắt các cái doanh nghiệp sân sau, tạm gọi là các cái chân rết đấy, các cái vây cánh đấy. Thế sau khi đó rồi đồng thời thì họ cho rò rỉ tin, và trong cái lúc đó thì báo chí nhà nước thì không không có ý kiến gì, nhưng mà sau đó tôi đang nói là những cái sự kiện vừa rồi chứ không nói đến cái sự kiện hiện thời là ông Vương Đình Huệ, vì cái đó thì chúng ta còn phải chờ. Nhưng mà đấy, thì sau khi mà rò rỉ xong một thời gian sau thì báo chí chính thống chỉ việc thực sự là công nhận những cái nội dung tin đồn là đúng, người ta nói là đúng là bị bệnh, đúng là chết thì là chết, và đúng là mất chức. Dạ. Cảm ơn ông. Không biết là quan điểm của luật sư Nguyễn Văn Đài thế nào, tức là cái hiện tượng tin đồn này và sau đó lại được kiểm chứng như thế này thì như nhà báo Nguyễn Hà Hùng nói thì không có mới, đã xuất hiện từ lâu. Thế nhưng có vẻ như là gần đây thì cái tần suất nó diễn ra nhiều hơn, đúng 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 không ạ? Bởi vì theo cá nhân tôi theo dõi thì là như vậy. Và ngay trong cái làn sóng tin đồn liên quan đến ông Vương Đình Huệ đó thì chúng ta cũng thấy rằng là cái tần suất rất là cao và kéo dài trong một cái thời gian cũng cũng khá là dài rồi. Thì theo luật sư Nguyễn Văn Đài đó, cái này nó nói lên cái điều gì về cái tình hình chính trị nội bộ ở trong Đảng Cộng sản hiện tại thưa ông? Thì lúc trước ấy, nhà báo Trường Sơn cũng có đề cập đấy, cái việc bảo vệ hình ảnh của những người thuộc hàng tứ trụ hay là thậm chí là ủy viên các ủy viên bộ chính trị hay trung ương ấy, nó là rất quan trọng đối với chế độ ở trong cái thời điểm trước đây khi mà nội bộ họ rất đoàn kết với nhau, tức là nó không phải tuyệt đối đâu, nhưng mà đại khái là họ có cái sự đoàn kết để bảo vệ hình ảnh của nhau, thì khi đó bất kỳ một cái chuyện gì xảy ra họ sẽ rất là nhanh chóng để họ giải quyết cái vấn đề đó, không để nó lan truyền mà nhanh và mạnh như hiện nay. Thế nhưng mà đến thời điểm này thì chúng ta đã thấy rồi, chúng ta từng chứng kiến hình ảnh rất là đẹp khi mà ông Nguyễn Phú Trọng sang thăm Bắc Kinh vào tháng 11 năm 2022 đó, thì ông Nguyễn Phúc lên tận cầu thang máy bay tặng hoa rồi hai bên ôm hôn với nhau, rồi nếu chúng ta vào mạng xã hội ấy, thì nhìn rất nhiều những cái hình ảnh đẹp giữa ông Phúc và ông Trọng rất là gắn bó với nhau. Nhưng bên đùng một cái ấy, thì khi mà hạ bệ ông Phúc ấy, thì không có một chút đưa tay nào cả, tức là ở đây mà chúng ta muốn nói ấy, là đến cái thời điểm hiện nay ấy, thì cái mối quan hệ của cái giới chức hàng hàng đầu của chế độ cộng sản ấy, nó không còn là mối quan hệ đồng chí anh em với nhau nữa, nó chỉ là một mối quan hệ giữa các cái lợi ích quyền lực và các nhóm lợi ích đối thủ của nhau thôi.
Đấy, cho nên là khi mà hình ảnh của ông Tô Lâm hay hình ảnh của Vương Đình Huệ bị bôi xấu trên mạng xã hội, họ mặc kệ, tức là gì, thậm chí họ còn vui mừng nên khi mà thấy những cái đối thủ chính trị của mình đang bị trên mạng xã hội đưa đẩy lên những cái thông tin không hay. Đấy là cái tình trạng thực tế nó là như vậy. Thế nên là chúng thấy là đây là đầu tiên nó xuất phát từ cái nội bộ của nó, và chúng ta nói tiếp là vậy những cái tin đồn đấy á, nó bắt đầu xuất phát từ đâu? Chắc chắn nó không bao giờ từ bên ngoài Việt Nam rồi, không bao giờ những người mà đưa tin ban đầu từ Việt Nam mà có thể nghĩ ra những cái tin tin đấy để mà tự phịa ra cái tin rồi sau đấy suy đoán nó trở thành sự thật. Cái đấy thì không ai không có cái tài nào như thế được cả. Thế thì nó phải xuất phát từ trong nước, mà xuất phát trong nước thì những cái tin đồn liên quan đến những cái vị ở trong hàng vũ trụ như vậy á, thì không không phải là dễ dàng gì những người bình thường có thể có được. Nó phải hàng rất là cao, hoặc là thông qua những trợ lý của họ, thông qua những cái người này người nọ dò dỉ tai rồi bảo tôi cứ bắn ra bên ngoài cái thông tin đấy đi, đấy thì nó mới bắt đầu xuất hiện những cái tin đồn. Và tôi hy vọng là đến một lúc nào đó trong thời gian ngắn nhất có thể thì những người đầu tiên mà đưa những tin đồn lên mạng xã hội họ sẽ nói cho người dân Việt Nam ở trong ngoài nước biết là tại sao họ biết cái tin đồn này xuất phát từ đâu. Đấy thì nó bao giờ cũng có những cái nguồn tin từ từ trong nội bộ của nó có rất nhiều nguồn khác nhau. Thế nên là qua những cái việc tin đồn mà càng ngày với cái cường độ nó càng nhiều như vậy á, thì chúng ta mới thấy ấy, là bản thân ấy, ở từ các cái quan chức ở hàng chóp bu với nhau, rồi các cái cơ quan mà có trách nhiệm bảo vệ thông tin như là Bộ Thông tin Truyền thông hay là Ban Tuyên giáo và những cái tờ báo chính thống của nhà nước ấy, họ cũng không có không biết xử lý nào, họ cũng không có thẩm quyền để mà tham dự vào những xử lý những cái thông tin như thế. Đấy cho nên là dẫn đến cái tình trạng như vậy. Và người dân Việt Nam bây giờ thì cái điều này á, nó mặc dù bất lợi chế độ nhưng mà nó chưa đủ sức để làm cho cái chế độ đó thay đổi, cho nên thì họ vẫn để cho vấn đề đó giải quyết. Như tôi vừa so sánh đấy giữa cái tin đồn về kinh tế và cái tin đồn về những cái cá nhân lãnh đạo cao cấp ấy, thì nó có mức độ ảnh hưởng khác nhau đối với cái thể chế chính trị cũng như là cái nền kinh tế Việt Nam. Mặc dù về mặt lâu dài thì chắc chắn những tin đồn như vậy nó sẽ không tốt cho chế độ chút nào cả, nhưng mà nó sẽ Vâng. không có ảnh hưởng tức thời ngay lập tức làm cho ảnh hưởng đến cái nền kinh tế, cho nên là họ cứ để mặc kệ thôi. Thậm chí là họ vừa có những đối thủ với nhau, họ vui mừng khi mà có tin đồn như vậy. Vâng, cảm ơn luật sư. Thông qua theo dõi những cái tin đồn liên quan đến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gần đây đó thì tôi có nhận thấy đó là các cái tin đồn tiêu cực hoặc là những cái tin đồn mà có cái tính hạ bệ đấy đối với các cái quan chức cấp cao gần đây hình như là có một cái kịch bản khá là giống nhau. Không những là những cái tin đồn này rất là chi tiết, chỉ ra những cái sai phạm mà giống như luật sư Nguyễn Văn Đài nói, đó là một người bình thường không thể nào mà nghĩ ra những cái sai phạm đấy được. Không những thế mà nó còn xảy ra một cách khá là trùng hợp với những cái sự việc thực sự là xảy ra ở ngoài đời thực. Ví dụ như trong cái trường hợp đó là khi mà có tin đồn, ví dụ trong trực có tin đồn là ông Võ Văn Thưởng sẽ mất chức đúng không? Thì ở ngoài đời thực đó là có cái tập đoàn Phúc Sơn bị bắt và bắt đầu cái tin đồn nói rằng là là có một cái vụ có một cái vấn đề ở đây đó là đưa hối lộ. Thì lần này đối với ông Vương Đình Huệ đấy, khi các cái tin đồn xảy ra thì chung với nó là cái tập đoàn là Thuận An là cũng đang bị điều tra, các cái lãnh đạo của tập đoàn này cũng đã bị bắt. Và những cái tin đồn này là cũng cho rằng đó là có cái vấn đề tiền nong, cái vấn đề lạm dụng chức vụ ở đây. Thì không biết là các vị có nhìn thấy rằng là có vẻ như là nó giống như là một cái kịch bản được dùng đi dùng lại rất là nhiều lần, có cái sự phối hợp rất là chặt chẽ giữa những cái động thái mang tính thực chất ở xã hội như là bắt bớ, như là truy tố và những cái thông tin từ các cái lời đồn nó cung cấp. Thì không biết là cái quan sát của các vị là như thế nào ạ? Không biết là nhà báo Nguyễn Hà Hùng nghĩ sao ạ? Dạ vâng ạ. Tôi cho rằng hiện tại thì tôi không thấy có cái sự liên quan trực tiếp giữa cái vụ việc của ông này với ông kia. Thế nhưng mà như đúng như là cách nêu vấn đề của phóng viên Nguyễn Trường Sơn đấy, thì nó có một cái pattern là cái mẫu đấy, tức là cái Vâng, mẫu giống như làm văn mẫu đúng không ạ? là nó có liên quan đến cái thời điểm và cái mức độ chính xác của tin đồn về cái sinh mệnh chính trị của các cái quan chức cấp cao như thế, và cái đặc điểm của nó giống nhau thì ban nãy tôi cũng có nêu, tức là tin đồn thì đi trước, báo chí chính thống thì đi sau và khẳng định lại nội dung của tin đồn là sự thật.
Thì từ đó thì có cái căn cứ để mà người ta đưa ra cái giả thiết là nó liên quan đến một cái chiến thuật dò dỉ tin tức mà có chủ ý. Đấy. Và đúng là lần này ấy, riêng trường hợp của ông Vương Đình Huệ thì cái tin đồn nó diễn ra rất là dồn dập, rất là dồn dập. Và đấy, đấy chính là cái nhận định của tôi về cái mối liên quan, nếu như mà gọi là quan sát thì tôi thấy như vậy. Dạ, vâng, không biết là luật sư Nguyễn Văn Tài thì có nhận định thế nào? Vâng, cái đấy thì đúng rồi anh. Thì chắc chắn là nó có công thức, của nó tiết lộ từng phần một, đến đâu tin đồn này đến đâu thì họ tiếp tục bơm cái tin đồn tiếp theo đấy. Tôi lấy ví dụ phân tích, ví dụ cụ thể nhất là cái vụ của Vương Đình Huệ chẳng hạn. Thì Vâng. ngay trước khi mà ông Vương Đình Huệ lên đường sang Bắc Kinh ấy, thì bắt đầu cái tin đồn ở mức độ nhẹ nhất ấy, nó đã nói rồi, tức là ông Vương Đình Huệ sang bên kia nó sẽ quyết định cái vận mệnh chính trị của ông ấy. Người ta chỉ tung tin đồn ở mức độ rất là nhẹ nhàng như vậy thôi, mà chỉ vận mệnh chính trị người ta không biết là gì, người ta phải suy luận đấy. Ông này thường lúc bấy giờ vẫn người ta suy nghĩ theo hướng tích cực, tức là ông này sang bên kia có thể được Bắc Kinh chấp nhận để về sau này ngồi với tổng bí thư, chứ người ta không nghĩ rằng là ông ấy về sẽ vướng vào những cái vụ lùm xùm như vừa đang xảy ra đấy trong trước đó. Thì ngay sau khi ông đi được một ngày thôi, ngày mùng 8 ông đi, ngày mùng 7 tháng 4, thì ngày mùng 8 tháng 4 thì đã có tin là ông Nguyễn Duy Hưng là chủ tịch của tập đoàn Phúc Sơn bị tạm giữ rồi đấy. Và Chủ đoàn đến thời điểm tập đoàn Thuận An chứ à, à? xin À lỗi, đúng rồi. tập đoàn Thuận An, đúng Vâng, rồi, dạ. ông Nguyễn Duy Hưng của tập đoàn Thuận An Vâng. bị giữ ngay từ ngày mùng 8 rồi, nhưng lúc đó thì Dạ. hoàn toàn không có báo chí chưa đưa tin gì cả. Và đến tận ngày 15 thì báo chí ô tô Xô, phát ngôn viên của Bộ Công an ấy mới công bố chính thức ấy, là đã khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Hưng tập đoàn Thuận Vâng. An với hai tội danh, là một là tội vi phạm các quy định về đấu thầu, thứ hai ấy, là tội đưa hối lộ. Thì và khi ngày 12 ấy, khi ông Vương Huệ cùng với người trợ lý của mình từ Bắc Kinh trở về đến sân bay Nội Bài, thì họ tiếp tục tung cái tin đồn thứ hai ra là người trợ lý của ông đã bị cục cảnh sát điều tra về phòng chống tội phạm tham nhũng chức vụ và buôn lậu C03 tạm giữ nóng tại sân bay Nội Bài. Và đến tận ngày hôm nay, từ ngày 12 tới ngày hôm nay là ngày 19, tức là đã 7 ngày rồi, hoàn toàn chưa thấy ông Phạm Hải Hà này xuất hiện ở trên truyền thông. Mà nếu như Vương Đình Huệ với vai trò ấy, là một cái người ủy viên bộ chính trị, một chủ tịch quốc hội, ông ấy hoàn toàn có thẩm quyền để bảo vệ hình ảnh của mình, rất dễ thôi. Ông yêu cầu một tờ báo đó chụp ảnh ông ấy cùng với trợ lý của mình đưa truyền thông, không cần thanh minh, không cần bác tin đồn gì cả, giống như là ông Trọng ấy khi mà cái tin đồn của ông ấy là bị ốm rồi không nằm một chỗ đó kia, đùng cái ông xuất hiện ngay chiều hộ ra, tất cả các tin đồn về ông là xóa sạch. Ông nói ông có quyền bảo vệ hình ảnh của mình nhé, tại sao một ủy viên bộ chính trị quyền lực như vậy, một chủ tịch quốc hội lại không yêu cầu ban tuyên giáo, yêu cầu bộ thông tin truyền thông cho phép ông ấy xuất hiện bên cạnh ông trợ lý của mình để mang tất cả tin đồn, mà tin đồn rõ ràng ấy, một cái người nằm trong tứ trụ nó cũng quan trọng như thế nào đối với hình ảnh của quốc gia, không chỉ là thể hiện cá nhân nhân ông ấy mà còn cả ảnh hưởng của đảng và chế độ nữa, rất đơn dễ thôi mà đâu cần phải gì cả. Nhưng mà không có một tờ báo nào đưa hình ảnh hay là đưa về những hoạt động của cái ông Phạm Hải Hà này đấy. Thì rõ ràng đây là cái tin đồn nối tiếp nhau, nó có chủ ý của nó. Thế thì tôi nghĩ là gì, không đơn giản gì để mà cái vai trò ông Phạm Hải Hà này rất quan trọng đến ông Vương Đình Huệ đấy. Chúng ta thấy nếu đọc tiểu sử của ông Phạm Hải Hà này thì tiện đây tôi phân tích luôn, ông đã theo Vương Đình Huệ từ khi ông Vương Đình Huệ là tổng kiểm toán nhà nước đấy, lúc đó là ông này làm trợ lý rồi. Dẫu như vậy từ tổng kiểm toán lên bộ trưởng tài chính thì ông cũng theo lên làm trợ lý bộ trưởng tài chính. Dẫu như vậy từ bộ trưởng tài chính về trưởng ban kinh tế trung ương thì ông này cũng theo về làm trợ lý trưởng ban kinh tế trung ương, rồi sau đó lên phó thủ tướng, cũng theo lên làm trợ lý phó thủ tướng. Dẫu về ông Vương Đình Huệ về làm bí thư thành ủy Hà Nội thì ông theo về làm trợ lý cho bí thư thành ủy Hà Nội, và cuối cùng khi mà hiện tại là trợ lý của chủ tịch quốc hội kiêm là phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội nữa, tức là hai cái chức cùng một lúc. Thì không đơn giản một cái người như vậy trung thành với nhau như vậy á, thì bởi vì một cái người trợ lý, tôi biết cái vai trò của trợ lý rất quan trọng, sắp xếp cuộc gặp hàng ngày, lo cuộc họp, rồi trả lời đơn thư, nói chung làm ông chủ tịch làm gì á thì trợ lý nó biết hết. Thậm chí vợ của ông chủ tịch quốc hội cũng không thể biết được tất cả những cái việc mà ông chủ tịch quốc hội làm, hay là những cái người khác, ông phó chủ tịch quốc hội không thể nào biết được là ông Vương Đình Huệ làm gì, nhưng mà người trợ lý ông biết tất cả mọi thứ, từ đi giờ nào, ăn ngủ ra sao ấy. Cho nên cái vai trò của ông Phạm Hải Hà này rất quan trọng đến cái sinh mệnh chính trị của ông Vương Đình Huệ. Thì chúng ta thấy là đến giờ phút này ấy, thì chưa thấy, còn 2 ngày nữa nếu như mà theo cái quy định ấy,
thì họ được phép nếu mà tạm giữ hình sự được 9 ngày, vẫn còn 2 ngày nữa để chúng ta chờ đợi kết quả, nó không không mất nhiều thời gian nữa để chúng ta xem là cái kết quả cuối cùng đối với sinh mệnh chính trị của ông trợ lý là như nào, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái ông sếp của ông ta là ông Vương Đình Huệ. Dạ vâng. Dạ, cái thông tin mà ông Phạm Thái Hà là trợ lý của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mà đã đi theo phục vụ ông Vương Đình Huệ từ rất lâu rồi đó thì thực ra được báo chí nhà nước kiểm chứng chứ chứ không phải là chứ không phải đơn thuần là một cái lời đồn. Ví dụ như là tôi có tìm thấy trong cái thông tin được đăng trên báo Tuổi Trẻ trong đúng cái ngày mà ông Phạm Thái Hà này được cất nhắc lên cái vị trí Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đấy thì cái người ra cái quyết định đấy và trao cái quyết định đấy cho ông này đã phát biểu rằng là ông này đã trải qua nhiều cương vị công tác với thời gian gắn bó tham mưu phục vụ Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ rất là lâu và có liệt kê ra các cái cương vị các cái vai trò các cái vị trí ở các cái cơ quan khác nhau mà ông này đã đi theo ông Huệ để làm việc. Thì thực ra cái này là đã được báo nhà nước kiểm chứng từ từ lâu rồi. Dạ. Thế thì tôi muốn nói một chút đến bản chất những cái vấn đề mà các cái tin đồn nó đang đề cập đến đây hay tạm gọi là những cái sai phạm mà ông Vương Đình Huệ phạm phải theo những cái thông tin mà các cái tin đồn này đưa ra. Thì như chúng ta đã biết đó là một trong những cái tin đồn được rất nhiều người quan tâm đó chính là cái vấn đề đời tư của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đúng không ạ? Những cái mối quan hệ của ông đấy với những cái người phụ nữ khác nhau được các cái tin đồn nêu tên một cách hết sức là chi tiết, thậm chí là có cả hình ảnh đó. Rồi thì cái tin đồn như là luật sư Nguyễn Văn Đài vừa mới đề cập phân tích đó chính là cái vị trợ lý lâu năm ông Phạm Thái Hà đã bị bắt và tin đồn thì cho rằng đó là chính cái việc bắt ông Phạm Thái Hà này đó là để lấy cái thông tin chống lại Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Và cái tin đồn thứ ba chính là cái việc công ty tập đoàn Thuận An theo như các cái lời đồn này chính là cái tập đoàn sân sau của ông Vương Đình Huệ và cái vị trợ lý Phạm Thái Hà này chính là cái người đó là trợ thủ đắc lực cho ông Huệ trong cái việc đó là giúp cái tập đoàn Thuận An này thắng rất là nhiều các cái gói thầu ở các cái tỉnh khác nhau trên quy mô cả nước và các cái gói thầu mà tập đoàn này giá trị của các cái gói thầu mà tập đoàn này đã thắng đấy lên đến hàng chục nghìn tỷ. Thì bây giờ chúng ta tất nhiên là không biết được rằng là những cái lời đồn này là có thật hay không, đặc biệt là liên quan đến cái tập đoàn Thuận An đấy. Thế nhưng mà theo các vị đó, những cái lời đồn này, cái mức độ nghiêm trọng của nó đến đâu trong trường hợp nó là sự thật thì không biết là nhà báo Nguyễn Hà Hồng nghĩ sao ạ? Dạ, theo tôi thì ở trong cái bối cảnh hiện tại ấy, với những cái thông tin mà chúng ta có được căn cứ vào những cái tin đồn đó ấy, thì đương nhiên đây đều là những cái tin đồn mà hết sức là bất lợi cho ông Vương Đình Huệ. Đấy, vì người ta nêu không phải là chỉ có thuần túy việc mà ông ấy làm ăn với các cái doanh nghiệp sân sau, thậm chí người ta có thể nói gọi là bảo kê đấy, thế mà lại còn cả vấn đề đời tư, rồi thì lại người ta còn tấn công cả vào cái ông trợ lý của ông Vương Đình Huệ, thì tôi thấy rằng là nó có một cái điểm mà chúng ta có thể lưu ý, tức là trong khi mà ông thưởng chỉ bằng một cái thông tin thuần túy là làm việc với cái tập đoàn Phúc Sơn ấy, và như người ta đưa tin đồn là cái mức tiền mà ông ta nhận là chỉ có khoảng 60 tỷ thôi, và nó thuần túy là chỉ liên quan đến gọi là cái vấn đề đó thôi, chỉ có một vấn đề với lại cái tập đoàn đó mà ông đã mất chức. Trong khi đó thì với ông Huệ thì người ta đã phải dùng rất là nhiều tin tức, thứ nhất là về số lượng, về vụ việc khác nhau, từ cái công việc của ông ấy, từ cái việc mà ông ấy liên kết với lại doanh nghiệp sân sau này, rồi thì là tấn công vào trợ lý của ông ấy, thậm chí là tin đồn là còn bắt cả trợ lý của ông ấy. Rồi thì là vấn đề đời tư, thì chúng ta có thể thấy rằng là
Có lẽ đối thủ của ông ta đánh giá ông Vương Đình Huệ này mạnh hơn ông Thưởng rất nhiều, cho nên người ta phải ra một cái gọi là seri đòn, À, tức là đánh khắp dao mổ nơi, đánh trâu đúng cuối không ạ? gội. Dùng dao mổ trâu đấy. Đấy. Đấy, đánh là túi bụi, tức là đánh chỗ nào cũng cũng đánh hết. Thế nhưng mà qua đấy thì cũng có thể thấy rằng là cho đến giờ phút này thì với những cái tin đồn đấy xem ra chưa chứng minh được cái hiệu quả như là trong cái vụ việc trước đây là với ông Thưởng. Với ông Thưởng thì thời gian diễn ra rất ngắn, hầu như là tin đồn như thế nào thì sau đấy chỉ một tuần là nó Bị kiểm chứng đã đúng được chứng minh không? ngay. Còn đến giờ này thậm chí người ta còn đang cho rằng là ông ta ấy vẫn có khả năng trụ lại được ở trong bộ chính trị, và thậm chí là còn giành được cái chức tổng bí thư cơ. Vâng, cảm ơn nhà báo Nguyễn Hà Hùng. Không biết là luật sư Nguyễn Văn Đài có nhận định thế nào cái mức độ nghiêm trọng của các cái tin đồn đang nhắm đến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là như thế nào so với những cái trường hợp trước đây, thưa thưa luật sư? Vâng, thì theo quan điểm của tôi ấy, thì rõ ràng ấy, cái mục tiêu của cái tin đồn ấy là nhằm hạ bệ ông Vương Đình Huệ rồi. Cái chuyện đấy thì chúng ta không có bàn cãi gì đây nữa. Mục đích là họ muốn 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 hạ bệ ông ấy. Thì cái tin đồn trước đây ấy, quanh quẩn ấy, nó chỉ liên quan đến việc ông Vương Đình Huệ có bồ nhí rồi có con riêng thôi, chứ nó không không có liên quan đến các vấn đề kinh tế. Nhưng mà cái việc tập đoàn Thuận An ấy mà là sân sau của Vương Đình Huệ thì nó không phải bây giờ mới là cái đến khi mà nó vỡ ra mới là tin đồn. Nó có từ cách đây 5 7 năm rồi, từ xa xưa tôi nghe rất nhiều lần rồi. Ai khi mà nói đến tập đoàn nọ tập đoàn kia là sân sau của ông tập đoàn nào là sân sau của ông Phúc, tập đoàn nào là sân sau của ông Huệ, tập đoàn nào là sân sau của Phạm Minh Chính, hay như là cái tập đoàn AEC của ông Phạm Minh Chính à, thì nó có từ xa xưa rồi chứ không phải đến tận bây giờ. Và cái tập đoàn Thuận An này cũng vậy. Thế thì khi mà người ta muốn hạ ông Vương Đình Huệ thì, à, thì đương nhiên nó phải đánh chỉ một cái lý do là chỉ là cái tin đồn liên quan đến một cái cô bồ nhí thì cũng rất khó, bởi vì bây giờ cô ở bên Mỹ, tin theo tin đồn là cô đang Mỹ cơ chứ không có ở Việt Nam, rất là khó để mà dùng cái bằng chứng đó để mà vạ. Cho nên ý, thì chỉ liên quan đến các cái tập đoàn kinh tế sân sau thôi, đánh rất dễ, bởi 100% các cái tập đoàn nó đều dính những các cái sai phạm cả. Hôm nay tôi xem một cái dự án của tập đoàn Thuận An này ở tại thành phố Hồ Chí Minh ý, nó nạo vét với kênh trị giá đến 10 gần 10 nghìn tỷ đồng cơ mà, có ít tiền đâu đấy. Còn các cái dự án mà tầm 2 3 nghìn tỷ đồng, 4 5 nghìn tỷ đồng nó cũng bình thường, ở diễn ra rất nhiều tỉnh, nhưng mà đây là dự án lớn nhất mà nó có quy mô nhất thành phố Hồ Chí Minh, mà nhìn cái cảnh quan này rất đẹp nếu như sau khi hoàn tất cái dự án đấy. Và đến ngày hôm nay thì đã bị dừng rồi, tức là cái ban quản lý dự án họ đã gửi rất nhiều công văn thúc ép tập đoàn Thuận An này là phải trả lời họ là xem có tiếp tục thực hiện tiếp được không, và nếu họ cho thời hạn là có 4 năm ngày tới đây thôi, nếu như không thực hiện thì họ sẽ coi như vi phạm hợp đồng, họ sẽ chấm dứt. Đấy là cái mức độ, cái cường độ nó rất là mạnh đấy, nó không chỉ đơn giản đâu. Như nên ấy, thì tôi mới nói gì, ông tại sao ấy thì đến giờ phút này ấy, thì xuất hiện tin đồn ấy là ông Huy Ngoại không chịu từ chức, rồi tin đồn là ông ấy phản công ngược lại, thì tại sao tự tin như vậy? Thì tôi vừa nói phân tích ấy, cái mối quan hệ giữa ông Vương Đình Huệ và ông trợ lý Phạm Thái Hà nó không không đơn giản là chỉ là quan hệ giữa sếp và trợ lý. Đây là một mối quan hệ cực kỳ gần gũi với nhau, nó mang tính sống còn với nhau. Không dễ gì mà một cái ông như Vương Huệ có thể sử dụng ông trợ lý của mình trong suốt hơn một thập kỷ ở rất nhiều các chức vụ khác nhau. Tôi trước đây tôi nhà tôi gần bộ giáo dục, tôi biết họ thay thư ký thường xuyên đấy, bởi vì ông thứ trưởng ông bộ trưởng ạ, à, ông Lê Đông Thích thì ông thay ông thư ký khác, chứ không có ông thư ký ông bộ trưởng nào ông thứ trưởng nào ấy ông ấy dùng một thư ký trong suốt suốt nhiệm kỳ của ông cả, thậm chí ông dùng 2 3 thư ký đấy. Cho nên là khi một người thư ký vậy nắm toàn bộ sinh mệnh thì tôi tin rằng là ông Phạm Thái Hà này rất là trung thành với ông Nguyễn Ngoại, ông có thể chấp nhận mọi cái rủi ro chính trị hay đến sinh mệnh của mình để mà bảo vệ cho cái người người sếp của mình đấy. Cho nên là khi ông Vương Huệ tự tin rằng là đến giờ phút này ấy, mà chưa có một thông tin nào công bố về những sai phạm của người trợ lý của mình thì chúng ta hoàn toàn tự tin để bác bỏ tất cả những cái cáo buộc của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương về những cái sai phạm của ông ấy hay là liên quan đến điều nọ điều kia. Dạ vâng, cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Đài. Thì trong những cái thông tin mà liên quan đến cái việc điều tra tập đoàn Thuận An này đấy, thì báo Tuổi Trẻ có đưa ra một cái thông tin mà đây là thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tức là thông tin chính thống. Họ nói rằng đó là khi mà họ làm việc với Ủy ban Kiểm tra tỉnh tỉnh ủy tỉnh Phú Yên đấy, để hỏi rằng là thế thì bây giờ tại sao lại có cái hiện tượng đó là
các cái tỉnh là phải thanh tra các cái gói thầu mà họ giao cho cái tập đoàn Thuận An này, thì cái nguồn tin của báo Tuổi Trẻ ở tỉnh ủy tỉnh Phú Yên có nói rằng đó là cái này là họ nhận được chỉ đạo từ ngành dọc. Tỉnh ủy tỉnh Phú Yên đã xác nhận rằng đó là Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang trực tiếp tham gia vào việc thanh tra rà soát những cái sai phạm liên quan đến tập đoàn Thuận An. Mà theo cái quy định của Đảng thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ nhúng tay vào khi có sai phạm của các cán bộ thuộc sự quản lý của Trung ương. Thì cái này là cái mà đây, điều lệ nó quy định rất là rõ ràng. Thì đây là một cái thông tin hết sức là đáng chú ý. Vậy thì theo hai vị đó, người ta đưa ra cái thông tin này đó. Thế thì theo hai vị đó, cái mức độ nghiêm trọng, cái mức độ nguy hiểm của cái vụ việc này đối với không biết là ông cán bộ nào, không biết là có phải là ông Vương Đình Huệ hay không hay là ai đó. Thế nhưng mà cái mức độ nghiêm trọng của nó, của cái vụ việc này nó đang ở cái mức nào đây? Không biết là nhà báo Nguyễn Hà Hồng có thể cho ý kiến được không ạ? Dạ vâng, theo tôi thì cái này nó có vẻ là có liên quan đến cái nhận định trước của tôi, tức là cái tiến độ để mà hạ bệ ông Vương Đình Huệ xem ra không đạt được như là mong muốn nếu so sánh với lại cái trường hợp của ông Võ Văn Thưởng. Ăn thưởng này. Vâng, tức là nó sẽ kéo dài ra Nè. và có thể theo tôi thì ở đây có lẽ là lại là cái dấu hiệu mà ông Vương Đình Huệ đang có được một cái lợi thế nhất định về mặt thời gian, tức là chưa thể có kết luận ngay được. Và cái kết luận này có lẽ là nó sẽ còn sau khi mà cái ủy ban kiểm tra của tỉnh ủy đấy, hoặc là thậm chí là ủy ban kiểm tra trung ương đảng ấy, họ vào á, thì sau khi họ có cái kết luận thì họ cũng lại còn phải trình ra có thể là ban bí thư hay là bộ chính trị, và điều này thì chắc chắn là nó dành cho ông Huệ cái thời gian để mà ông ấy có thể chứng minh được với các cái đồng chí của ông ấy rằng là ông ấy có thực sự là liên quan đến cái tập đoàn Thuận An không, và nói thẳng ra là nó có đúng với những cái tin đồn mà người ta đang đưa ra. Dạ vâng, cảm ơn nhà báo Nguyễn Hoa Hùng. Không biết là luật sư Nguyễn Văn Đài nhận định thế nào? Từ nãy giờ chúng ta nói về nhất đều tin đồn đúng không? Nhưng đây là cái thông tin đã được báo chí chính thống xác nhận. Đó là gì? Vụ việc của tập đoàn Thuận An đã lọt vào tầm ngắm của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Mà như chúng ta biết được rằng là Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ nhắm đến cái vụ việc nào mà có dính đến cái sự sai phạm của các cán bộ do Trung ương quản lý. Chúng ta hiểu rằng đó là cán bộ rất là cao cấp đấy. Thế thì người ta đưa ra cái thông tin này ở cái thời điểm này và báo chí lại xác nhận cái thông tin đó thì theo luật sư là nó phản ánh cái mức độ nguy hiểm như thế nào đây thưa luật sư? Ở đây ấy, nó không hẳn là nguy hiểm, bởi vì chúng ta biết ấy, là cùng một lúc ấy, thì cơ quan báo chí như là báo chí Việt Nam họ cũng đăng tin ấy, là Bộ Công an cũng đã gửi công văn yêu cầu các tỉnh, ví dụ như là Đắk Lắk này, Quảng Nam này, Phú Yên và Bắc Giang, Thành phố Hồ Chí Minh là phải gửi cái báo cáo về các cái dự án và tập đoàn Thuận An này đang đang thực hiện ở trên các cái địa phương đấy. Đấy, ngoài ra còn thêm một vài địa phương nữa, tức là rất nhiều. Thì song song với đó thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng cũng tham gia vào, tức là hai cơ quan, một cơ quan công an với bộ công an, họ điều tra theo thẩm quyền của họ, tức là họ được phép điều tra những cái tội phạm liên quan đến vấn đề tham nhũng hay là được làm trái quy định về đấu thầu hay là đưa hối lộ, thì đấy là họ đang điều tra theo theo cái về mặt tố tụng. Thế còn Ủy ban Kiểm tra Trung ương ấy là họ thẩm định những cái sai phạm của các quan chức mà do Ủy ban Kiểm tra Trung ương quản lý, tức là đây ấy, là họ muốn xác minh ở trong các dự án mà tập đoàn Thuận An này trúng thầu ở tỉnh Phú Yên ấy, thì có sự can thiệp nào của các quan chức trung ương vào cái việc mà cho tập đoàn Thuận An này thắng thầu hay không. Đấy thì nó điều tra theo cách khác, mỗi một cái cơ quan ấy thì nó điều tra theo cái chiều hướng khác nhau, nó tìm với những cái bằng chứng khác nhau ở trong cái vị trí đó. Ví dụ là nó sẽ điều tra ở tập đoàn Thuận An có những dự án này bắt đầu bỏ thầu ngày nào, trúng thầu ngày nào, và nó sẽ dò xét xem cái thông thường ấy là bao giờ ấy, là nó có những điện đàm hay những cái thư tay của những quan chức rất cao về những cái ban quản lý dự án này, là những người mà có thẩm quyền trong việc chấm thầu hay chỉ định thầu của các cái địa phương. Bao giờ thường là nó có những cái như vậy, thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương họ được quyền, họ được đi sâu vào những cái ngóc ngách đấy để họ tìm ra bằng chứng. Đấy là cách thức điều tra của họ là như vậy.
Thế nên là song song với việc điều tra của Bộ Công an thì Ủy ban điều tra Trung ương họ cũng thò tay vào để họ lấy cái bằng chứng riêng của họ để họ tiến hành áp lực. Bởi vì khi ở đây là theo cái cách xử lý của ông Nguyễn Trọng ấy, là đối với những quan chức ở hàng cấp cao thì nếu như mà ông đã tuyên bố công khai rồi, nếu như mà anh nhận lỗi, anh thấy sai lầm, xin lỗi đảng, anh chấp nhận từ chức thì đảng đã tha thứ và tức là ông coi như được hạ cánh an toàn. Ở đây thì họ muốn xử lý theo cách là gì? Ở đây tôi có bằng chứng đây, anh có đồng ý nhận khuyết điểm và anh tự nguyện nghỉ hưu hay không thì mọi chuyện sẽ là thôi. Đấy là cách xử lý của Ủy ban Kiểm toán Trung ương là như thế. Nhưng mà nếu như mà người này không chấp nhận thì họ sẽ chuyển hồ sơ sang cho bên Bộ Công an Công rồi Viện an Kiểm sát tối cao, rồi sau đó đến cuối cùng là tòa án sẽ đưa can thiệp vào vấn đề này. Thì ở đây họ đang dừng ở mức độ ấy, là vấn đề xử lý nội bộ để mà giải quyết vấn đề cho êm thấm. Tức là theo như luật sư thì việc mà họ đưa ra cái thông tin đó là Ủy ban Kiểm tra Trung ương là đang đứng đằng sau các cái hoạt động điều tra cái sai phạm này, đó là đang đánh ra cái tiếng đó là xử lý theo cái quy định của Đảng mà do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu ra đấy, đó là nếu mà nhận sai phạm, nhận khuyết điểm thì cho đi về hạ cánh an toàn đúng không ạ? Còn nếu mà vẫn ngoan cố thì sẽ họ sẽ dùng dùng hình đúng không ạ? Tức là họ sẽ Rồi. chuyển cho bên công an. Dạ vâng, thì đó là tính chất là vậy, tính chất thì là như vậy. Dạ vâng, thế thì câu hỏi cuối cùng mà tôi muốn đặt ra cho hai vị đó là bất chấp cái kết quả của cái làn sóng tin đồn dồn dập nhắm vào Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đấy, nó có được kiểm chứng hay là không, thì cái sinh mệnh chính trị của ông Vương Đình Huệ từ đây trở đi đó nó sẽ là như thế nào đây, khi mà hiện giờ ông đấy giống như bây giờ chúng ta thấy là cả nước đều biết những cái tin đồn liên quan đến ông đấy rồi. Và những cái tin đồn này như các vị cũng đã phân tích là hết sức là nghiêm trọng, hết sức, những cái bê bối, những cái sự những cái sai phạm đấy mà chúng ta thấy rằng là rất là khó để người dân có thể chấp nhận được. Thì trong cái trường hợp mà kể cả những cái tin đồn này không có được kiểm chứng đi chăng nữa thì liệu là ông Huệ có còn có thể tiếp tục ở trên đỉnh cao quyền lực như thế này được hay không? Không biết là nhà báo Nguyễn Hà Hùng nghĩ sao ạ? Dạ, theo tôi thì đến giờ này thì mọi thông tin chúng ta vẫn còn phải chờ cái cho nó ngã ngũ. Thế nhưng mà tuy nhiên ấy, chưa thể kết luận được là ông ta sẽ tại vị hay thậm chí là vẫn còn giành chiến thắng. Thì tôi nghĩ là ông ấy vẫn phải giải trình với đồng chí của mình về các cái quan hệ của ông ấy. Rồi các cái quan hệ ở đây là không những là quan hệ với doanh nghiệp mà là quan hệ với bồ bịch đấy. Rồi thì các cái lợi ích mà ông ta có từ những cái mối quan hệ này. Thế và có thể ông ta cũng sẽ phải hy sinh lợi ích, cũng có thể không, cái đấy nó tùy vào cái tương quan lực lượng giữa ông ấy và những cái đối thủ của ông ấy. Vâng. Thế nhưng mà quý vị cũng biết rồi, tức là quan chức cấp cao ở cái chế độ độc tài ấy thì nó khác với người dân ở chỗ là họ hiếm khi phải để đạt được mục tiêu của mình đấy, thì họ hiếm khi phải phải bỏ cái tiền túi của mình ra, họ hiếm khi họ phải phải hy sinh cái tài sản của họ để đạt được mục tiêu, mà họ có thể sử dụng cái quyền lực của họ như là tạo ra các cái chính sách của các cái chế độ đấy. Thậm chí là họ có thể sử dụng các cái tài nguyên của đất nước và các cái lợi ích của nhân dân để mà đạt được cái mục đích riêng của họ. Thì một trong những cái câu chuyện mà tôi muốn dẫn ra ở đây về cái liên quan đến cái việc này thì là tôi xin nêu lại cái câu chuyện về cái mật ước Thành Đô giữa cái lãnh đạo Việt Nam và lãnh đạo Trung Quốc hồi năm 1990 đó, cái thời điểm mà sau khi Liên Xô và khối Đông Âu tan rã. Thì hồi đó thì Đảng Cộng sản Việt Nam ấy là họ phải cầu cứu Trung Quốc để bảo vệ cái sự tồn vong của chế độ. Thì lúc đó thì người ta cho rằng bây giờ đến bây giờ người ta vẫn cho rằng là để bảo vệ cái Đảng Cộng sản ấy thì một số lãnh đạo cao cấp nhất của Việt Nam đã chấp nhận ký kết một số những cái văn kiện mà người ta cho là có lợi cho Trung Quốc. Thì đó là liên quan đến cái điều tôi muốn nói, tức là
lãnh đạo quan chức cao cấp ấy, là họ có các cái quyền lực để mà họ đạt được đến cái mục tiêu cá nhân của họ mà không phải sử dụng đến tài sản cá nhân của họ, họ không cũng phải hy sinh. Vâng. Tức là họ có thể hy sinh cái lợi ích của người khác đấy để mà bảo toàn cái lợi ích của bản thân hay sao ạ? Ý Dạ của nhà vâng, báo có đúng phải như thế vậy? anh. Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn nhà báo Nguyễn Hà Hùng rất là nhiều. Không biết là luật sư Nguyễn Văn Đài có nhận định thế nào về cái vận mệnh chính trị của ông Vương Đình Huệ từ nay trở về sau, kể cả trong cái trường hợp những cái tin đồn này không có được kiểm chứng đi chăng nữa, không có được chứng thực đi chăng nữa, thì liệu là Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có còn có thể yên ổn để mà ngồi ở cái ghế này hay không, hay thậm chí là cái triển vọng để ông đấy trở thành một trong những cái ứng viên chạy đua vào chức Tổng Bí thư ở trong cái Đại hội 14 sắp tới là như thế nào, mà chúng ta cũng cần phải chú ý, đó là một trong những cái tiêu chuẩn để trở thành Tổng Bí thư là phải có cái uy tín ở trong Đảng cũng là trong nhân dân, đúng không ạ? Thế thì những cái làn sóng tin đồn như thế này nó ảnh hưởng thế nào đây đối với cái triển vọng đó của ông Vương Đình Huệ ạ? À? Dạ. Vâng, thì trước khi nói Vương Đình Huệ thì chúng ta nói là trong cái giới chức cao cấp nhất của chế độ hiện nay ấy, thì đã có ai vượt được qua những cái tin đồn hay thậm chí là những cái sự thật mà được cả trong nước quốc tế biết đến mà tại Mỹ này không? Thì đó cái nhân vật duy nhất hiện nay đến lúc này ấy, là ông Tô Lâm. Đấy, sau những cái lần mà ông bắt cóc ông Trịnh Văn Thanh ở Đức về năm 2017, rồi sau đó ông ấy ăn bò rát vàng ở nước Anh vào năm 2021, rồi những tin đồn liên quan đến cái vụ mua iPhone, mua AVG với hai công văn mà ông ấy ký trên cái cương vị là thứ trưởng, thì ông không những là không mất chức mà ông còn tại vị được và ông củng cố được quyền lực của mình rất là mạnh. Nhưng mà cái ngạch của ông Tô Lâm ấy thì khác với Ngọc ngạch của ông Vương Đình Huệ. Ông Tô Lâm là bộ trưởng công an, cho nên là khi mà ông ngồi được vị trí của mình ấy, thì ông sẽ củng cố cái quyền lực của mình rất là dễ, bởi vì ông nắm toàn bộ những cái thông tin về các cái từ trung ương cho địa phương trong cái gọi là chính trị nội bộ của họ, thì bộ công an là họ nắm được cái cục an ninh chính trị nội bộ, họ nắm toàn bộ những cái thông tin như vậy, cho nên có thể giúp củng cố giữ cho Tô Lâm cái việc và những tin đồn nói ông có thể vượt qua tất cả và ông giữ được vị trí của mình, nhưng mà nó cũng ngăn chặn được cái tham vọng của ông ấy ngồi vào cái ghế chủ tịch nước hay là cao hơn. Để đến bây giờ mặc dù ông có tham vọng lớn như thế nhưng mà ông không không dám bước ra khỏi cái vị trí bộ trưởng công an để ông ta tiếp nhận những cái chức vụ cao hơn, mặc dù với thực lực ông ta là có thừa. Đấy, bởi vì cái ảnh hưởng cái tin đồn đấy nó làm sẽ ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của một vị chủ tịch nước, cái hình ảnh xấu của một ông tổng bí thư cả, thì nó cũng thế. Thì còn Vương Đình Huệ, cái chức ông muốn nhắm đến là gì, là cái chức vụ tổng bí thư chứ không phải là chức bộ trưởng công an, nó khác nhau hoàn toàn. Thế nên là nếu như hình ảnh một cái vị tổng bí thư mà đã bị hoen ố bởi tin đồn rồi á, thì rất là khó cho ông ấy có thể tiếp tục cái sự nghiệp chính trị của mình, mặc dù có thể là cái thế lực chính trị của ông ấy nó rất là mạnh, ủng hộ như rất là nhiều, nhưng mà tôi rằng ấy, với cái thế lực chính trị của Vương Đình Huệ hiện nay ấy, chỉ có thể giúp ông ấy tại vị để hết nhiệm kỳ và giữ được an toàn thôi, chứ sẽ không đủ sức để giúp ông ấy tiếp tục cái sự nghiệp chính trị của mình như cái mong muốn của ông ấy, như là hay là những người mà đã lựa chọn ông ấy, như là ông trọng lựa chọn ông ấy từ từ rất nhiều năm trước đây để mà đào tạo huấn luyện để mà có thể trở thành một trong những ứng cử viên tốt nhất trong cái chức tổng bí thư. Thì tôi nghĩ rằng là cái sự nghiệp chính trị của Vương Đình Huệ nó chỉ dừng lại ở chức chủ tịch quốc hội thôi. Đấy là quan điểm đánh giá cá nhân của tôi đấy. Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Dạ vâng, đến đây thì tôi xin được phép kết thúc chương trình hội luận ở đây. Một lần nữa cảm ơn hai vị khách mời rất là nhiều, nhà báo Nguyễn Hà Hùng và luật sư Nguyễn Văn Đài đã đến với chương trình hội luận của Đài Châu Tự Do. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.